dao động điều hòa. Lưu ý năng lượng trong dao động điều hòa. Thứ nhất là động năng. Động năng VKD bằng 1/2 M V hình phương. M là khối lượng của vật, V là vận tốc chuyển động. Đơn vị của động năng là joule. Thế năng. Thế năng là VKT bằng 1/2 KX hình phương. K là độ cứng lò xo, X là ly độ. Cơ năng. Cơ năng VKF0 bằng tổng động năng và thế năng bằng 1/2 K hình phương. Cơ năng bằng 1/2 K hình phương, cho nên cơ năng là một hằng số. Trong quá trình dao động, động năng có thể tăng, giảm và thế năng có thể tăng và giảm. Động năng tăng, thế năng giảm và ngược lại. Nhưng cơ năng là một hằng số. Trong một chu kỳ có 4 lần động năng và thế năng bằng nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần bằng nhau liên tiếp giữa động năng và thế năng là 1/4 chu kỳ. Ví dụ 1, một con lắc lò xo gồm vật có khối lượng M là 200g, lò xo có độ cứng K là 20 Nm. Tính ly độ vận tốc khi câu A, thế năng bằng 3 lần động năng. Biết rằng biên độ dao động là 6 cm. Câu B, tính ly độ vận tốc khi động năng bằng 4 lần thế năng. Biết biên độ dao động là 8 cm. Câu C, tính ly độ vận tốc khi thế năng bằng 8 lần động năng, biết biên độ dao động là 12 cm. Giải. Câu A, ta có cơ năng bằng tổng động năng và thế năng. Do thế năng bằng 4 lần động năng, thế năng bằng 3 lần động năng, ta thấy vào thì cơ năng nó bằng là động năng cộng 3 lần động năng là cơ năng bằng 4 lần động năng. Cơ năng là 1/2 KA bình bằng 4, động năng là 1/2 MV bình. Ta suy ra được V bằng căn bậc 2 của KA hành phương chia 4M. Suy ra được V bằng cộng trừ 0,3 m trên giây. Tương tự thì do động năng, thế năng bằng 3 lần động năng, hay nói khác là động năng bằng 1/3 thế năng. Vậy cơ năng nó bằng là động năng cộng thế năng. Động năng là 1/3. 1/3 thế năng cộng thế năng là 4/3 thế năng, tức là cơ năng bằng 4/3 thế năng. Cơ năng là 1/2 KA hình phương. Đây 4/3 viết lại, thế năng là 1/2 KX hình phương. Ta suy ra được X bằng căn bậc 2 của 3A bình chia 4. Thì đơn giản 1/2 vế, chia được x bằng căn bậc 2 của 3 bình chia 4 thì nó bằng là cộng trừ 3 căn 3 cm. Câu B, tính ly độ vận tốc khi động năng bằng 4 lần thế năng. Biết là so có độ cứng K là 20 Nm, biên độ dao động là 8 cm. Giải. Ta có cơ năng thì bằng tổng động năng và thế năng. Do động năng bằng 4 lần thế năng, suy ra được cơ năng bằng 4 lần thế năng cộng thế năng là, ở đây là ta giải vận tốc trước thì cơ năng bằng tổng động năng và thế năng. Động năng bằng 4 lần thế năng, hay nói khác là thế năng bằng 1/4 động năng. Vậy cơ năng nó bằng động năng cộng cho 1/4 động năng, là nó là 5/4 động năng. Cơ năng là 1/2 K bình, nên 5/4 viết lại, động năng là 1/2 MV bình. Suy ra được V bằng căn bậc 2 của 4 K A bình chia 5M thì nó bằng cộng trừ 32 căn 5 cm/giây.
Tương tự, cơ năng thì bằng tổng động năng và thế năng. Động năng bằng 4 lần thế năng, tức là cơ năng bằng 4 lần thế năng cộng thế năng, tức là cơ năng thì bằng 5 lần thế năng. Động năng bằng 4 lần thế năng, ta có là cơ năng thì bằng 4 lần thế năng cộng thế năng là 5 lần thế năng. Cơ năng thì 1 phần 2k bình, còn thế năng thì 1 phần 2k bình, đây số 5 viết lại. Ta suy ra được x bằng k bậc 2 của a bình trên 5 thì nó bằng cộng trừ 8 căn 5 phần 5 cm. Ví dụ 2, một vật cho độ điều hòa với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi cm. Tính tỷ số cho động năng và thế năng khi vật ở ly độ là 1,5 cm. Biết câu A là phương trình dao động là x bằng 2 cos 3 pi t trừ bình 4 cm. Tính tỷ số cho động năng và thế năng khi vật có ly độ là 1,5 cm. Câu B là vật dao động với điều hòa với phương trình x bằng 8 cos pi t cộng bình 3 cm. Tính tỷ số dao động năng và thế năng khi vật có ly độ là trừ 4 căn 2 cm. Câu C, vật dao động điều hòa với phương trình là 10 cos 2 pi t trừ bình 6 cm. Tính tỷ số dao động năng và thế năng khi vật có ly độ là 5 căn 5 cm. Giải. Ta có tỷ số dao động năng và thế năng thì nó bằng động năng thì bằng cơ năng trừ thế năng chia cho thế năng. Chia được tỷ số dao động năng và thế năng. Cơ năng thì 1,2k bình trừ thế năng là 1,2k bình chia cho 1,2k bình. Ta đơn giản 1,2k hay tử vào mẫu thì tỷ số dao động năng và thế năng nó bằng a bình trừ x bình chia cho x bình. Với a là biên độ là 2 cm, x là ly độ 1,5 cm. Vậy ta tính được tỷ số dao động năng và thế năng là 7/9. Câu B là vật dao động điều hòa với phương trình x bằng 8 cos pi t cộng pi trên 3 cm. Tính tỷ số giữa động năng và thế năng khi vật có ly độ là trừ 4 căn 2 cm. Giải. Ta có tỷ số giữa động năng và thế năng thì động năng thì bằng cơ năng trừ thế năng chia cho thế năng. Cơ năng là 1 phần 2k bình trừ thế năng là 1 phần 2k bình chia cho 1 phần 2k bình. Ta đơn giản 1 phần 2k thì nó còn là tỷ số dao động năng và thế năng nó bằng a bình trừ x bình chia x bình. A là biên độ là 8 cm, x là ly độ là trừ 4 căn 2 cm. Vậy ta tính được tỷ số dao động năng và thế năng là 1. Ví dụ 3, một vật có khối lượng 200g dao động điều hòa với phương trình x bằng a cos omega t cộng phi đường dài cm. Trong khoảng thời gian 1 phần 120 giây, vật đi từ vị trí cân bằng O đến vị trí M theo chiều dương. Tính cơ năng. Câu A là vật đi được một cung OM là 30 độ. Khi x bằng 6 cm thì vận tốc là 1,6 pi mét trên giây. Câu B, vật đi được cung OM là 45 độ. Và biết rằng khi vật có ly độ là 4 căn 6 cm thì vận tốc là 1,2 pi mét trên giây. Câu C, cung OM là 60 độ, khi x bằng 7 cm thì vận tốc là 2,8 căn 3 pi mét trên giây. Giải. Câu A, ta có là vật đi được cái cung OM, OM tức là cái cung này, vật đi từ O đến M, cung OM, đây là cung omega t. Thì 30 độ tức là pi trên 6, ta có là omega t bằng pi trên 6, suy ra được
Vào thời điểm T là 1 phần 120 giây, ta thế vào tính được omega, tần số gốc omega là 20 pi. Đơn vị là radian trên giây. Sử dụng phương trình độc lập thời gian, biên độ a hành phương bằng x bình cộng y bình tính omega bình. Thì x ở đây là 6 cm và v là 1,6 pi mét trên giây. Đây mét trên giây thì ta đổi về cm và tính được biên độ a là 10 cm. Vậy cơ năng bằng 1 phần 2 k a hành phương bằng 1 phần 2 m u hành phương a hành phương. M đây là 200 g, đổi về kg là 0,2, omega là 20 pi, a là 10 cm, đổi về mét là 10%. Vậy ta tính được cơ năng nó là 3,95 joule. Câu B là tính cơ năng khi vật đi được cung OM là 45 độ và vào thời điểm x bằng 4 căn 6 cm thì vận tốc là 1,2 pi mét trên giây. Giải ta có vào thời điểm T là 1 phần 120 giây thì vật đi quét được một cái cung OM nó là 45 độ. Đây là cung omega T. Thì ta thấy vào 45 độ tức là pi trên 4 omega T, cái cung này omega T là pi trên 4, suy ra được omega là 30 pi radian trên giây. Sử dụng phương trình độc lập thời gian, ta có a bình bằng x bình cộng v bình tương omega bình. X là ly độ và thời điểm x bằng 4 căn 6 cm thì V là 1,2 pi mét trên giây. 1,2 pi mét trên giây này ta đổi về cm. Mét đổi về cm nhân trăm. Ta tính được biên độ A là 112. Căn của nó 112 cm. Biên độ là dương. Vậy cơ năng bằng 1 phần 2 KA hành phương bằng 1 phần 2 M omega hành phương A hành phương. M đề bài cho omega tính là 30 pi và a là căn của 1,2 cm. Thì tính cơ năng thì ta phải đổi về đơn vị chuẩn là kg và mét. Vậy cơ năng của nó là 9,95 joule.